Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin quan trọng uh, liên quan về cái dự án Athena với cái dự án Sierra uh, cụ thể thì ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án Athena thì cũng đã thông báo một cái bài tít đó là sẽ chính thức niêm yết cái đồng Sidera, tức là cái đồng SDA của dự án Bank ở trên sàn PHP của Athen Network. Đây là một cái tin khá là tốt thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái thông tin này ở trong cái video. Đã lâu rồi thì mình chưa cập nhật cho các bạn những cái thông tin mới liên quan đến cái dự án Athen Network. À, vì nó cũng không có những cái thông tin gì đặc biệt và đặc biệt thì ở uh, các bạn cũng đa phần là các bạn cũng không muốn uh, quan tâm đến cái dự án này nữa. Thì hiện tại thì cái dự án này vẫn đang cho chúng ta khai thác miễn phí cái đồng game, uh, cũng như là cho chúng ta quy đổi từ cái đồng game sang cái đồng ATH và nhận về cái đồng uh, meme coin Leon. Thì trong tháng vừa rồi là ngày đầu đầu tháng uh, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024 vừa rồi ấy, thì dự án cũng đã phân phối Uh, cái đồng ATH cho tất cả những người có nắm giữ cái đồng game và đặc biệt là nắm giữ các cái gói đồng bạc vàng và gói kim cương uh, thì đều được nhận cái đầy đủ tất cả các cái phần thưởng. Uh, như ở đây mình đang ở hai cái gói kim cương thì mình cũng nhận được là 137, hai cái gói là mỗi gói nhận được 137. Và hai gói đồng à hai gói vàng thì mình cũng nhận được là hơn 100 Uh, hơn 100 cái đồng uh, Ath và đặc biệt là được quy đổi từ cái đồng game sang cái đồng Ath thì mình cũng nhận được là 593 ở uh, cái đồng ath đó là những cái thông tin mới mà mình uh, cập nhật cho các bạn thì cũng dự án cũng mới thêm một cái chức năng nữa là thêm cái ví thêm một cái chức năng hâu hâu ở đây thì chúng ta sẽ hâu cái đồng ath mà chúng ta có được uh, để mà chúng ta nhận về cái lãi là cái, cái đồng À, bằng cái đồng game các bạn Ví dụ như ở đây là mình các bạn hâu gói thấp nhất là 5 cái đồng ATH thì các bạn sẽ nhận được 500 đồng game trong vòng 24 giờ tức là 1 ngày. Và ở đây thì các bạn gói cao cấp nhất là hâu 20.000 đồng ATH thì các bạn sẽ nhận được là 2.400 triệu 400 đồng game uh, trên 1 ngày. Và ở đây thì mình đang ở cái nắm giữ cái gói uh, gói là 10.000 đồng ATH là mình nhận về là 1 triệu cái đồng ATH trên 1 giờ. Và thời gian của mình ở đây là còn 159 ngày nữa là sẽ kết thúc cái uh, cái cái việc mà giam giữ 10.000 cái đồng ATH này uh, là mình sẽ được mở cái đồng ATH này. Tức là uh, khi mà kết thúc cái thời gian này thì mình sẽ không được nhận 10 triệu một uh, 1 triệu cái đồng uh, game trên một ngày nữa. Thì các bạn có thể vào ví các bạn check xem là uh, chúng ta sẽ nhận được cái đồng game ở đây. Đồng game này mình uh, nhận được này. Đó, một triệu là ngày hôm nay nó sẽ trả cho chúng ta uh, ở trong cái mục mục hâu này các bạn vào cái mục hâu này chúng ta sẽ cờ lam nó về uh, các bạn nếu như ngày hôm nay chúng ta quên chúng ta không cờ lam thì nó sẽ cộng dồn ngày mai chúng ta vào chúng ta cờ lam các bạn kích vào cái phần thưởng này chúng ta sẽ nhận thưởng còn cái rút ath này thì khi kết thúc 100, uh, khi ở đây là mình gửi là uh, tất cả ở đây là mình gửi uh, gửi 180 ngày thì mình đã là gửi rồi chỉ còn có 5, 159 ngày nữa là mình sẽ kết thúc một cái đợt gửi gửi này và nếu như các bạn không muốn thì chúng ta có thể là không gửi nữa và chúng ta rút cái đồng ATH này thì nó sẽ trả cho chúng ta về cái phần ví chính ở đây đó đó là một số những cái thông tin mới thì mình muốn cập nhật đến cho các bạn à, quay trở lại với cái thông tin mới nhất mà mình nhận được ở trên trang Twitter chính thức của dự án là 52 phút trước thì ở trên bài tiết của uh, ATH có một cái thông báo như sau. Sidra token SDA sẽ chính thức được niêm yết ở trên Athena PIP. Và các bạn kích vào cái trang này à, vào ngày mùng 5 tháng 7. Uh, tức là hôm nay là ngày mùng 3, như vậy còn hai ngày nữa thì cái đồng SDA này sẽ chính thức niêm yết ở trên sàn uh, PIP của Athenet tức là ở đây thì họ niêm yết là niêm yết trước các bạn nhé giao dịch cũng như kiểu là uh, giao dịch chợ đen của các bạn uh, nó sẽ là uh, các bạn nạp cái đồng uh, họ sẽ mở cái cổng nạp cái đồng uh, SDA của chúng ta vào trong cái uh, pip và sau đó thì chúng ta sẽ bán ở trên đó và nó sẽ có người mưa, mua mua uh, và, và cái giá thì giá sẽ là uh, thỏa thuận theo cái uh, từng đợt của thị trường uh, thị trường ví dụ như là 0.5 đô một đồng SDA thì các bạn có, nếu như các bạn thấy giá hợp lý thì chúng ta bán thì sẽ có người mua và sẽ có người mua thì họ sẽ sàn nó sẽ tự động nó trả cái đồng USDT về cái ví của sàn PIP của chúng ta và khi đó thì chúng ta rút cái cái đồng USDT đó về cái sàn bất kỳ cái sàn nào hoặc là ví để chúng ta bán sang tiền Việt. Đó là cái cách giao dịch hoạt động của cái cách giao dịch PIP là như vậy. Đây là cột mốc quan trọng mở ra những cơ hội mới cho giao dịch và đầu tư. Với danh sách này thì người dùng sẽ có thể mua bán trao đổi SDA một cách dễ dàng và an toàn trên nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc niêm yết SDA sẽ không chỉ mang lại trận lợi ích to lớn của cộng đồng mà còn nâng cao giá trị tiềm năng phát triển của SDA. Trong tương lai và hãy cùng tôi chào đón sự kiện đặc biệt này và tiếp tục ủng hộ Sidera và Athena P2P vào thời gian niêm yết sẽ là ngày 5 tháng 7. Chúng ta sẽ quay trở lại vào cái sàn giao dịch ở P2P. Ở đây thì các bạn có cái đồng ATH, đồng Neon, đồng Pi, đồng Game thì chúng ta có thể đưa lên trên cái sàn này chúng ta bán luôn à, sang tiền đô và tiền đô chúng ta sẽ rút về tiền Việt. Và giá hiện tại của cái đồng ATH ở trên sàn pip đã sụt giảm khá là sâu à, còn 0.21 USDT nhưng vẫn còn cao khá là cao so với cái giá đầu tiên khi mà à, 0.08 với lại 0.03 à, bây giờ nó đã tăng khá là nhiều lần. Và cái đồng à, Meme Coin Leon thì à, giá 0 000037 này. Cái đồng pi thì đang giá nên, nên cao là 0.354 đô một đồng này. Và đồng game thì cái giá cũng khá là cao. Đó thì các bạn có thể nạp tất cả các cái đồng lên trên đây chúng ta bán. À, mình thấy ở cái video trước thì mình chia sẻ cho các bạn cập nhật cho các bạn cái thông tin là pi sẽ được niêm yết ở trên sàn PIP thì nhiều bạn cũng khá là nhiều các bạn gạch đá ở trên cái comment thì mình cũng không hiểu các bạn như thế nào. Bởi vì là cái này là cái sàn chúng ta giao dịch ở trên này và thuận mua vừa bán và khi các bạn bán thì sẽ được sàn họ bảo lãnh cho chúng ta về cái việc mà an toàn hơn là các bạn bán trao đổi trực tiếp với những người mà họ liên hệ với bạn qua telegram qua zalo hoặc qua điện thoại các bạn gửi cho họ và họ nhận được cái cái đồng pi của mình trong đó là còn họ mất hút luôn thì khi các bạn gửi các bạn bán ở trên này với cái giá hợp lý được giá thì chúng ta bán không được giá thì chúng ta không bán và các bạn thấy được giá thì chúng ta mua không được giá thì chúng ta bỏ qua và khi nào mà nó thấp giá thì chúng ta mua ở trên này thì thuận mua vừa bán và hoàn toàn là an toàn và khi bạn các bạn bán sang được tiền usdt thì chúng ta rút về sàn chúng ta bán sang tiền Việt rất là thuận lợi và tội gì mà chúng ta lại phải đi giao dịch trực tiếp ở bên ngoài qua Telegram, qua zalo thì không quen biết ai à, như vậy thì chúng ta rất là mất mất an toàn và lại các bạn lại để bán ở trên này thì các bạn lại gạch đá à, mình không hiểu là các bạn đã tham gia thị trường crypto lâu hay chưa thì ở đây thì mình cũng là một cái cách để mà mình chia sẻ và cập nhật cho các bạn. À, nếu như các bạn thấy hợp lý thì chúng ta có thể đưa lên đây chúng ta bán. Còn nếu như các bạn sợ mất thì chúng ta có thể là không đưa lên đây chúng ta bán. Và các bạn bán với mọi người ở bên ngoài thì nếu thấy an toàn thì chúng ta cũng vẫn có thể là giao dịch. đó nhưng mà nhiều người thì uh, đã bị lừa cũng như là uh, mất cái tài sản của mình qua cái cách mà các bạn giao dịch uh, trực tiếp. À, cho nên là mình cũng khuyên các bạn là lên chọn một cái phương thức nào đó giao dịch đảm bảo an toàn hơn đỡ mất công sức cũng như là à, mất cái thời gian của mình, à, mất công sức của mình đào bao nhiêu ngày tự nhiên là bị người khác lừa mất và cũng qua cái video này thì mình cũng nhấn mạnh với các bạn rằng là mình không bao giờ thu mua bất kỳ một cái đồng coin nào các bạn nhé. À, nếu như có ai giả mạo tên thế hùng crypto mà đi mua tất cả các cái đồng coin, đồng xirra, ath hay là tất cả các đồng coin khác thì đấy là 100% là lừa đảo các bạn nhé. Đấy, cho nên là mình không chịu trách nhiệm với tất cả các cái giao dịch mà liên quan đến uh, tên uh, Thế Hùng Crypto. Và và đến ngày mùng 5 tháng 7 uh, thì ở trên sàn PIP này sẽ tiếp tục thêm một cái mục nữa, thêm một cái đồng nữa đó là cái đồng ở đồng Sda tức là cái đồng Sidera thì khi đó thì các bạn sẽ mua bán ở trên này và các bạn kích vào phần ví này các bạn nhấn vào phần nạp này thì nó sẽ ra thêm cho chúng ta cái địa chỉ thêm ra cho chúng ta một cái địa chỉ SDA nữa hiện tại thì nó chưa thêm cho chúng ta cái cái đồng SDA của Sidera vào đây khi nào có cái cái địa chỉ Sidera ở đây thì nó sẽ có cái địa chỉ cho chúng ta copy thì khi đó thì các bạn copy cái địa chỉ và các bạn gửi tiền uh, SDA vào đây và chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là mua bán giao dịch ở uh, cái đồng SDA ở trên này đó là cái cách để mà chúng ta có thể là giao dịch trong cái thời gian tới nữa thì uh, Athena sẽ niêm yết các cái cái đồng coi khác ở trên telegram ví dụ như là các bạn khai thác được cái ví dụ như là Hunter hamster combat này uh, hot hot này not này và ton này Đó, uh, đây thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn một cái bài thông báo một cái dự định trong cái thời gian tới nhé PIP sẽ chính thức mở đăng ký niêm yết này đây là cơ hội tuyệt vời để cho các dự án được niêm yết trên nền tảng của chúng tôi mang lại sự vô ích uh, sự vô lợi ích và tăng khả năng hiển thị dự án của bạn sẽ tiếp cận được một cộng đồng rộng lớn và năng động ở trên Athena PIP này tính năng thanh, thanh khoản nâng cao giao dịch dễ dàng hơn với nhiều người dùng hơn và tính năng thanh khoản cho tài sản của bạn này thứ ba là phát triển cộng đồng xây dựng và mở rộng cộng đồng của bạn thông qua các sự kiện hoạt động tương tác ở trên nền tảng thứ tư là hỗ trợ Athena nhận được sự hỗ trợ tối đa từ đội ngũ Athena để đảm bảo trong quá trình niêm yết diễn ra suôn sẻ và thành công Athena PHP sẽ được nhắm đến các dự án chưa được niêm yết ở trên sàn giao dịch cách mang đến cơ hội duy nhất cho các dự án mới đầy đủ hứa hẹn à, tiếp cận cộng đồng như một à, cách hiệu quả đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này và đăng ký ngay hôm nay để nhận được các cái à, giao dịch trong tương lai thì các bạn có thể nhìn thấy cái đồng nốt này đồng ton này và ham combat này hot này và SDA Sierra này đó thì à, trong cái thời gian tới thì sẽ được còn được rất là nhiều uh, các cái dự án khác mà chưa niêm yết trên sàn sẽ được clip ở trên cái sàn PIP này. Và đây cũng sẽ là một cái cơ hội để chúng ta có thể đã bán lúa non và chúng ta nếu như không theo đuổi cái dự án lâu dài thì chúng ta có thể bán lúa non bằng cách là chúng ta đưa uh, cái số điểm point hoặc là cái token của chúng ta khai thác được, chúng ta đưa lên sàn PIP chúng ta bán. Rồi ok thì video ngày hôm nay thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn những cái video lần sau.